Mạnh thì cũng giống như kiểu là trong hành trình tìm kiếm mảng ghép. Trước đây thì anh Mạnh cũng trằn trọc ở đâu đó rồi. Sau đó thì vào cái khóa trước đây sắp thì anh ấy lại có thể là đúng cái mảnh ghép của anh hay sao, anh làm rất là tốt. Nên là chúng ta bây giờ mình sẽ nghe chia sẻ của anh Mạnh là con số thực tế của anh bao nhiêu là trong vòng 3 tháng. Anh Mạnh ơi, hello, anh nghe em nói rõ không? Anh nghe rõ. Xin chào Hường, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình cũng rất là vui. Thì từ nhỏ đến giờ đi học thì chưa bao giờ được đứng đầu lớp. Tự nhiên đợt này đi học của cô giáo Hường, hôm trước có nói đùa với cô Hường là anh đi học từ bé đến giờ toàn đứng giữa hoặc là đứng cuối cuối. Tự nhiên đợt này anh lại được đứng đầu lớp thì thấy xúc động quá, mà hôm nay lại thấy cô giáo thông báo một cái phần thưởng lớn như vậy thì đúng là hơi bất ngờ. Thì thực ra thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người trong cái quá trình làm 3 tháng qua của mình. Thì thực ra thì thứ nhất thì mình là một cái người mà không hiểu gì về tiếng Anh cả, thực ra là nói không biết về tiếng Anh. Thì trước đây mình cũng có đi học, cũng xem ở trên YouTube thấy kiếm tiền trên mạng rất là hay, có nhiều cái thì mình cũng đi học một lớp, một cái khóa của bạn học về free traffic thì mình làm trong vòng khoảng 3 tháng thì không thấy có hiệu quả gì cả. Thực ra chưa có một sale nào về 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 làm cái free traffic đấy cả. Thì sau đó thì cũng tình cờ xem cái YouTube của Hường chia sẻ trên mạng, cũng không ai giới thiệu cả, mình hay lên mạng xem YouTube thì mình thấy rằng là cái chạy binh rồi tất cả các thứ thì thấy cũng rất là hay và rất hợp lý. Sau đó mình đã nhắn tin cho Hường để hỏi về khóa học và sau đó là mua khóa học. Thế thì thực ra bước đầu thì mình vào thì tất cả mọi thành viên điểm xuất phát thì mình nghĩ là đều mọi người đều như nhau cả thôi. Thế nhưng mà quan trọng nhất là mình xem kỹ các cái nội dung ở trong đó và mình thực hành, xem đâu mình thực hành đến đấy. Thì từ cái việc tìm từ khóa cho đến viết nội dung thì thực ra thì mình cũng chia sẻ một chút về cái cách tìm từ khóa của mình nó như thế này. Tức là mình thì không biết tiếng Anh, sau khi mình đã đọc, mình chọn một cái sản phẩm nào đó thì mình đọc rất là kỹ về cái sản phẩm đó và mình tìm ra những các cái từ khóa nào đấy liên quan và mình viết bằng tiếng Việt. Do đó mình viết một loạt các cái từ khóa bằng tiếng Việt ra và mình đưa lên Google mình dịch dịch sau đó là mình lấy các cái từ khóa mẫu đó mình vứt vào những năm cái công cụ tìm kiếm kia và mình tìm kiếm ra một loạt các cái từ khóa khác. Thì cũng rất may là thực ra đến thời điểm này, đến sau 3 tháng thì mình đạt được con số là khoảng 5.400 đô la. Thì trong đó là mình cộng lại chi phí tất cả các thứ thì nó mất khoảng hơn 3.000 một phút. Thì cái lợi nhuận nó thực ra nó cũng không không phải là cao lắm, nhưng mà bước đầu như thế thì mình thấy cũng rất là vui và cảm thấy là mình tin tưởng. Mình cứ chạy sau đó nó lại ra tiền, thì cứ tuần nào mình cũng có tiền về thì mình lại lấy cái tiền đấy mình lại quay lại, nó cái số tiền bỏ ra nó cũng không nhiều. Mình có một chút chia sẻ như vậy và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.